ra như thế nào vậy? Tôi vừa vào phòng, mở cửa thì thấy xác chết nằm ở trên giường. Lúc cô vào cửa có bị khóa không? Lúc vào cửa hơi khép hờ, tôi vào để dọn phòng. Vậy đây là vụ ám sát rồi. Cái này có vẻ khó đây. Alo. À, tôi là phía cảnh sát. Tôi gặp Đông Hê của một nạn nhân. Tôi là luật sư của Đông Hê. Các chị gặp thân chủ của tôi có việc gì? À, tôi nghĩ là đây là một vụ như xác, vì vậy tôi phải gặp của một nạn nhân. Không được. Chuyện này chúng tôi cũng đã biết rồi. Chúng tôi sẽ tự giải quyết với nhau. Alo. Alo. Cứ để cho hắn vào. Tôi là cảnh sát, tôi đang điều tra về cái chết của vợ anh. Không liên quan gì đến cái chết của vợ anh hết. Tôi quay đã ở đâu? Tôi không liên quan gì đến cái chết của vợ hết. Tôi quay đã ở đâu? Tôi ở công ty. Ai làm chứng cho anh? Không ai làm chứng. Tôi điều tra công ty gì anh? Nghe nói gần đây anh và vợ anh đã cãi nhau. Cãi nhau đấy rất nhỏ, không có liên quan. Hai người cãi nhau là việc gì vậy? Tôi có bạn gái mới. Cô ta là ai? Tôi có thể gặp cô ta không? Cô ấy không liên quan, người anh đi cho. Tôi có thể gặp, tôi cần gặp cô ta. Cô ấy không liên quan, anh đi. Mời anh ra cho. Hai, sáu, 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 bốn, bốn, bốn. Aoi. Cái
nhá. Tôi vừa vào thì thấy cái xác chết nằm ở trên giường. Không, còn nhìn em Thái. Không, cửa phòng không khóa, tôi vào dọn dẹp rồi nhìn thấy cái xác ở trên giường. Mày chịu ai thế mà phải bắt em. Kiểm tra cả bài nữa đi. À, cầm rồi ạ. À.